Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề về triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh. Ý kiến tại cuộc họp thống nhất rằng giải pháp hiệu quả nhất trong lúc này là mỗi người dân phải bình tĩnh, không hoang mang, không chủ quan và tự nâng cao ý thức phòng tránh dịch bằng cách không tụ tập đông người, rửa tay thường xuyên, chấp hành tốt việc cách ly theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, thực hiện đeo khẩu trang khi đi ngoài đường. Hiện nay, Ban chỉ đạo tỉnh đã chuẩn bị các phương án xử lý tình huống có dịch theo 5 cấp độ. Các ngành liên quan đang khẩn trương ở mức nhanh nhất có thể mua sắm thêm trang thiết bị máy móc, vật tư y tế phục vụ chữa trị khi có trường hợp nhiễm bệnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh tiếp tục chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn, làm tốt công tác khai báo y tế, cách ly những trường hợp có nguy cơ nhiễm dịch. Bí thư tỉnh ủy biểu dương các y bác sĩ, cán bộ công an, quân đội đang ngày đêm trực tiếp chăm sóc cho những trường hợp có nguy cơ nhiễm dịch tại các khu cách ly, phải làm đúng đủ quy trình an toàn, không để lây chéo lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch. Với phương châm tất cả vì sức khỏe nhân dân và để phòng dịch hiệu quả, lãnh đạo tỉnh mong mỗi người dân nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch, bởi đây đang là giai đoạn vàng để chúng ta ngăn ngừa, khoanh vùng dịch tránh lây lan. Bởi nếu để dịch lan rộng ra cộng đồng, diện rộng, hậu quả sẽ khôn lường.